Thưa quý vị và các bạn, trước nhiều lựa chọn về phong cách thời trang hiện đại, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các chị em trên địa bàn huyện Đắc Minh, nhất là các bạn trẻ, thích thú lựa chọn những bộ áo dài xưa, mang đậm hơi hướng cổ điển, thanh lịch để chụp những bộ ảnh độc đáo, ấn tượng. Những ngày này, hòa trong không khí cận Tết, rất nhiều bạn trẻ lựa chọn mặc các trang phục áo dài truyền thống để chụp ảnh chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 để có một bộ ảnh Tết đẹp ấn tượng, nhiều bạn trẻ không ngại đầu tư trang phục phụ kiện và tìm kiếm những địa điểm trang trí không gian Tết mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa ngày Tết cổ truyền Việt Nam để chụp ảnh. À, hiện nay, trên à, giờ chị ở Đắk Minh đang có phong trào trao lưu làm mặc áo dài truyền thống rất là ý nghĩa, nó gửi cho mình để nhớ đến hồi xưa áo dài truyền thống của Việt Nam mình giờ trẻ của bọn em ngay nay uh, tìm những trồ uh, tìm những chờ hóa xuân và tìm những khung cảnh đẹp và mặc chiếc áo dài truyền thống để uh, đến nói lên ý nghĩa của người phụ nữ của Việt Nam một năm đi qua với nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn để có được những bộ ảnh đẹp ấn tượng nhiều chị em phụ nữ đã không ngại đầu tư bộ áo dài rực rỡ để tôn thêm vẻ đẹp của người phụ nữ tạo ấn tượng cho những bộ ảnh thời thanh xuân từ đầu tháng 11 âm lịch đến hết tháng chạp là khoảng thời gian vàng để những thợ ảnh nhận lịch chụp ảnh Tết. Trung bình những bộ ảnh có giá dao động từ 500 đến 1 triệu đồng. Nhiều thợ ảnh đã đầu tư máy ảnh hiện đại, tìm tòi những góc máy đẹp để thu hút khách. Màu sắc rực rỡ của những tà áo dài truyền thống tung bay trong gió, quyện vào không gian chớm xuân, đặc biệt tại các khu chợ hoa, chợ Tết, tạo nên nét đặc trưng cho mỗi bộ ảnh. Năm nay, áo dài suông mang phong cách thập niên 80 90 rất được các bạn trẻ ưa chuộng. Các dịch vụ cho thuê trang phục áo dài và các dịch vụ thời trang đắt khách vào thời điểm này. Những khách hàng thường lựa chọn áo dài kèm theo các phụ kiện như guốc gỗ, kính râm để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục. Hiện nay thì trên các trang mạng xã hội cũng như trên các cái diễn đàn thì áo dài Việt Nam được các bạn nhỏ thế hệ đặc biệt là các em bé nhí chúng ta đã có những cái trang phục cách tân thể hiện được cái nét đẹp và trong táo dài và điều đó là một điều rất đáng trân trọng và lan tỏa được cái sức hút sức mạnh mẽ của tà áo dài Việt Nam đến với tất cả cộng đồng trên thế giới. Những tà áo dài rực rỡ sắc xuân tung bay giữa phố hòa cùng cảnh vật vào xuân góp phần cho bức tranh ngày Tết thêm rực rỡ. Việc kết hợp những giá trị truyền thống trong phong cách chụp ảnh xuân cho giới trẻ cũng góp phần giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa trong dòng chảy hiện đại